Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Trước khi chúng ta đến với sự cầu nguyện cho tất cả những điều mà bạn trẻ mình mong đợi, chúng ta phải cầu cả lời của Chúa. Lời Chúa chính là nền tảng cho những gì chúng ta tin. Cho nên phải có lời Chúa và chúng ta tin trong sự hiểu biết. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ cùng với bạn chị em nói về một cái đề tài có vẻ như ít ai giảng. Tôi sẽ nói về đề tài là sự tỉnh thức. Sự tỉnh thức. Và tôi lấy cái tiêu đề là tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là gì? Hôm nay chúng ta sẽ dành một ít thời giờ. Tôi hy vọng rằng sẽ có thể cắt nghĩa rõ ràng hơn cái khái niệm này ở trong Kinh Thánh. Bởi vì nếu chúng ta tra vào trong Kinh Thánh, chúng ta thấy rất nhiều lần từ này được lặp lại. Chúa Giêsu cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần: các con phải tỉnh thức, phải tỉnh thức, phải tỉnh thức, phải tỉnh thức, vân 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 vân, rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi chúng ta đọc rồi chúng ta lướt qua và chúng ta ít khi suy ngẫm. Thế thì tỉnh thức là cái gì? Biết suy ngẫm lắm. Chúng ta chỉ biết vậy thôi chứ không có biết cụ thể. Đôi khi tôi cũng gặp phải điều đó. Và thời gian gần đây thì tôi mới để ý xem thật sự Chúa nói là hãy tỉnh thức, cái câu đó nó có nghĩa là gì? Chúng ta phải hiểu cho rõ. Đấy là buổi sáng hôm nay tôi muốn đến với bạn chị. Mình nhìn vào thế giới mà mình đang sống á, kể từ khi mà tội lỗi bước vào trong đời sống con người thì thế giới chúng ta đang sống đầy dẫy những cạm bẫy. Có phải không vậy? Đầy dẫy cạm bẫy. Và con người đáng thương hiếm khi nhận ra. Và khi họ không nhận ra thì họ bị sập bẫy. Và bởi cái lý do đó mà sự đau khổ tràn lan khắp nơi. Mình nhìn vào thế giới, mình sẽ thấy các bậc phụ huynh bảo là: ôi, con tôi bây giờ nó bị nghiện rồi, con tôi bây giờ nó mê game rồi, con tôi bây giờ nó thế này, nó thế kia. Ai đó đã che mắt nó, ai nó làm mù mắt nó, ai nó đã cho nó uống bùa mê thuốc lú gì đó mà bây giờ nó sống cái đời sống như vậy. Và người ta ngạc nhiên tại sao có những sự đau khổ đó, có những sự đau đớn đó. Nhưng Kinh Thánh cho biết tất cả những sự đau khổ đó là bởi vì những cạm bẫy được giăng ra khắp nơi trong thế giới loài người. Cạm bẫy. Kinh Thánh trong Giăng 1 chương 2 câu 16 chép như thế này: vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Nên thế, những cái cạm bẫy đó nó dựa vào cái sự tham lam của con người, cái sự mê dục của con người, cái sự say đắm của con người để nó giữ. Chẳng ai quăng xuống nước một cái lưỡi câu không rồi gọi là câu cá. Không ai làm điều đó. Người ta phải móc một con trùng, con dế, con giun, con sâu vô cái lưỡi thả xuống sông mới hy vọng câu được cá. Có phải không ạ? Và trong những cạm bẫy của đời này, nó luôn luôn có những miếng mồi. Những miếng mồi trông có vẻ rất hấp dẫn. Và con người ta bị sập bẫy bởi vì những miếng mồi đó. Con thú sập bẫy cũng có thể bởi vì nó đi lại không thận trọng, chủ quan. Có thể lắm. Người ta lên rừng, người ta giăng bẫy để bắt con thú nào con thú kia là bởi vì con đó nó đi, nó không chịu nhìn nó, một chuyện. Con chim nó sập bẫy bởi vì nó mãi mê với cái bạn của nó được nhốt vào trong lòng, làm con chim giữ mồi. Các bạn nhé, nó bắt con chim nó nhốt vào lòng, nhảy ngồi nhảy sập luôn, mãi mê chơi không đi. Rồi con cá dính câu vì nó chỉ thấy miếng mồi chứ nó không thấy lưỡi câu ở trong miếng mồi. Các bạn nhé, đấy là những cái thực tế mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc đời này. Và con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta gặp rắc rối bởi vì chúng ta không thận trọng, chúng ta mải mê, chúng ta thiếu hiểu biết và không có khả năng để nhìn thấy những hiểm họa đằng sau cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không có khả năng đó. Đấy. Cho nên nhiều cuộc đời ngày hôm nay bị ma túy, bị game, bị rượu, bị tình dục, bị đồng tính, bị những thói này thói nọ để giết chết. Ai lúc đầu á, xa vào những cái bẫy này cũng tưởng nó là cái gì đó rất là ok, rất là thời thượng, rất là hấp dẫn, rất là cảm thấy là phấn khích, đem lại cho con người ta gọi là cái đỉnh cao của trí tuệ, nào là đỉnh cao của sự sáng tạo vân vân. Ai cũng nghĩ như thế hết. Mà sáng tạo đâu thấy, chui vô một hồi là thấy tiêu tùng cuộc đời luôn. Cho nên trong những thứ đó có những cái bẫy, và anh chị em biết không, Chúa Giêsu Giáng sinh là mục đích để gỡ con người ra khỏi những cái bẫy đã sắp trên cuộc đời của họ. Nếu không có Chúa Giêsu thì tất cả chúng ta sẽ chết mất như những con thú kia, như những con chim kia, như những con cá kia. Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu, tôi đã từng sập bẫy và được Chúa Giêsu cứu ra. Tôi nghĩ rằng tất cả anh em mình ngồi đây là những con người tin Chúa, chắc chắn cũng sẽ có những lời chứng tuyệt vời của mình đã từng sập bẫy đâu đó trong cuộc đời của mình, phải không bạn nhé? Rồi Chúa Giêsu đến và gỡ lưới ra để cho chúng ta thoát ra, để chúng ta được sống, để chúng ta được phục hồi, để chúng ta được chữa lành, để chúng ta được trở lại nguyên trạng của mình. Bởi vậy cho nên thế giới này rất cần Chúa Giêsu, nhưng con người ta không biết, người ta không biết. Rồi dù người ta có nghe đi chăng nữa thì người ta cũng không tin. Người ta nói làm gì có một Chúa Giêsu nào có thể cứu tôi ra khỏi cái hoàn cảnh này. Họ bảo là hoàn cảnh của họ là hoàn cảnh độc nhất vô nhị trên đời này, không ai cứu được, chỉ có chết thôi. Có những con người họ sẽ nói như thế, phải không chứ? Nhưng đó là sự lười thôi. Rõ ràng Chúa Giêsu đã cứu hàng tỷ con người trên trái đất này. Cho nên nhân tiện đây, tôi khích lệ ông bạn chị em trong hội thánh nhà mình, hãy viết lời chứng của mình. Anh chị em có bao giờ thấy mình sập bẫy là được cứu ra không? Có không? Hãy viết về điều đó. Và nếu được, tôi xin lại bài viết đó. Để làm gì? Sắp tới hội thánh sẽ có một cái kênh để truyền rao danh Chúa Giêsu cho khắp mọi người qua lời chứng của anh chị em. Anh chị em amen không? Nếu amen thì hãy viết và đọc nhé. Amen, hallelujah. Tôi rất vui vì điều đó. Anh chị em ơi, có thể cái bẫy đó là bẫy về hôn nhân gia đình. Ôi, gia đình tôi đã sắp bẫy, sắp sửa ra tòa, nhưng bây giờ Chúa Giêsu đã hàn gắn chúng tôi. Hãy viết về cái bẫy đó. Ai đó đã sập bẫy về bệnh tật đau yếu, hãy viết về cái bẫy đó. Ai đó đã sập bẫy về tài chánh, về công chuyện làm ăn, bị thua lỗ nợ nần phá sản, bây giờ Chúa đã cứu ra, hãy viết về điều đó. Amen chứ? Những lời chứng đó sẽ cứu vô vàng những con người cũng đang trong những cái bẫy giống như chị. Ví dụ như bản thân tôi được cứu khi tôi nghe lời chứng của một người nghiện ma túy mà được Chúa cứu ra. Tôi được cứu vì như thế đó. Rất đơn giản, với tôi nhìn cuộc đời họ, trước thì như thế này, trước thì chỉ chờ là nhảy lầu chết thôi. 4 anh chàng định nhảy lầu chết rồi. Và trong đó thì một anh 4 giờ sáng đang ngủ dậy la làng la xóm trong ký túc xá, hỏi tại sao la, vì có con quỷ nó cầm chĩa ba ở đường. Mà ông thấy ai tự chạy đầu này đầu kia. Anh chạy vậy mấy ngày bắt đầu anh mở cửa sổ chạy xuống luôn. 7 tầng chết, một anh chết, còn 3 anh còn lại sợ quá. Thôi rồi xong rồi, bạn mình đã đi rồi, chắc đến lúc mình cũng bị cầm chĩa ba nó rồi tiếp. Cuối cùng 3 anh đó đi tìm và gặp Chúa Giêsu. Khi nghe một bài giảng đơn sơ về Chúa, 3 anh này quyết định bước lên và nói rằng: Chúa Giêsu ơi, cứu cuộc đời tâm tối của con. Thế là một tháng sau, không hiểu lý do tại sao, những cơn nghiện ma túy nó đi mất đi. Đi hết. Đó là phép lạ diệu kỳ. Và ban này được phục hồi, ban này bắt đầu thờ phượng Chúa, ban này bắt đầu tin Chúa, ban này bắt đầu xuống phòng của tôi và nói rằng Chúa Giêsu vừa cứu ta. Thế là tôi cũng được cứu luôn. Anh em thấy lạ không chưa? Rất là đơn giản như thế đó. Cho nên chứ nhiều cuộc đời ngày hôm nay đã được thoát ra khỏi những bẫy của Sa-tan. Và đó là lý do cầu lời chứng của anh em. Anh em phải cầu lời chứng. Trở lại cái vấn đề, Chúa Giêsu dặn ở trong Ma-thi-ơ chương 26 câu 41 rằng: hãy thức canh và cầu nguyện, khéo các ngươi sa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Tôi có thể nói với bạn cho em rằng trước cám dỗ ở đây là những cái bẫy của Sa-tan. Trước cám dỗ mình hiểu đơn giản là trước cám dỗ ở đây mà Chúa nói đó là những cái bẫy nó đặt khắp nơi, khắp mọi chị, khắp mọi lĩnh vực: tài chính, sức khỏe, kinh tế, hôn nhân, gia đình, bạn bè, nghề nghiệp, đủ các loại. Bây giờ Chúa Giêsu nói rằng làm thế nào để cho các con đừng sập bẫy đây. Mình được cứu rồi, mình được cứu rồi, nhưng không có gì đảm bảo anh chị em không sập bẫy lại lần thứ hai. Các amen với tôi điều đó. Cái đó là cái anh chị em phải nhớ ngày hôm nay nha. Mình được Chúa cứu. Một con chim đã được tháo ra khỏi cái lồng mà sập nó, không có gì đảm bảo nó không bị sập lần thứ hai nếu nó không học được bài học của lần thứ nhất. Có đúng không nhé? Nếu chúng ta không học bài học của lần thứ nhất thì chắc chắn cái nguy cơ bị sập bẫy lần thứ hai rất lớn. Và nhiều người ngày hôm nay tái đi tái lại là lý do đó. Tái đi tái lại, người ta sa ngã không biết bao nhiêu lần là bởi vì họ không chịu học cái bài học của lần sa ngã thứ nhất. Cho nên ở đây Chúa Giêsu nói là làm thế nào để đừng sa vào trước cám dỗ nào. Chúa nói là hãy thức canh và cầu nguyện. Đó là giải pháp. Nhưng đôi khi anh chị em mình đọc á, mình chỉ để ý đến cái chữ cầu nguyện thôi, còn cái thức canh bỏ mất tiêu. Các bạn, tôi ngày trước tôi cũng đọc: ôi bây giờ đừng để đường xa mà cám dỗ phải cầu nguyện. Còn cái thức canh nữa chứ, đây là và cơ mà. Như vậy là muốn đường xa vào các bẫy, mình phải có hai điều kiện cơ: thức canh và cầu nguyện. Cầu nguyện không đủ. Có những người cầu nguyện nhiều lắm, nhưng mà cầu nguyện xong rồi đi nhậu như thường. Cầu nguyện xong rồi ra đi rồi đánh bạc, rồi đi hút chích, rồi nhảy đầm như thường, rồi về tối lại cầu nguyện tiếp. Cầu nguyện vậy đó. Mà đi nhà thờ siêng lắm, ôi lạy Chúa tha thứ cho con, ok, con rất là siêng thờ Chúa, nhưng mà ra kia là vẫn như thường. Đó, cầu nguyện chưa chắc khiến cho con người ta thoát khỏi những cái bẫy. Cầu nguyện là một sự gì đó mà nó chưa đủ để khiến cho con người ta thoát khỏi cái bẫy rập của Sa-tan. Như vậy thưa anh chị em, tỉnh thức hay thức canh là gì? Anh chị em nhìn lên bảng, tôi định nghĩa nó như thế này: sự tỉnh thức là khả năng nhận dạng và có phản ứng phù hợp với nguồn gốc của sự việc, từ Chúa, từ ma quỷ hay là từ con người. Tỉnh thức là khả năng, là khả năng bên trong của chúng ta để cho chúng ta có thể nhận dạng. Anh em thấy cái radar không? Cái radar đúng không? Nó luôn luôn tăng nó xoay về đó. Nhưng mà có một quả tên lửa nào của kẻ thù bắn vô thì nó biết không? Biết luôn, bất kể ngày đêm. Anh em có radar chưa? Phải có radar. Đời sống tâm linh chúng ta mà không có radar thì cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì mọi việc trên đời này nó có ba nguồn lực. Đâu có phải việc gì cũng từ Chúa đâu. Từ quỷ, từ con người. Mà thế giới này nói thiệt sự chứ đa phần là từ quỷ không. Nhìn đâu thấy quỷ. điều ác tràn lan, cạm bẫy tràn lan. Như vậy thì con người chúng ta phải xuất hiện cái khả năng này. Còn nếu không thì rất là nguy hiểm. Bây giờ mình sẽ đọc hai câu chuyện trong Kinh Thánh để cho chúng ta hiểu rõ hơn nữa về cái khái niệm tỉnh thức. Chứ còn bây giờ định nghĩa như này con thấy nó cũng hơi mơ hồ, đúng không nha? Hơi mơ hồ. Mình phải đọc những câu chuyện trong Kinh Thánh. Anh chị em hãy dở ra cùng tôi trong Mác chương 14 câu 32 đến câu 41. Mình đọc câu chuyện trong Kinh Thánh này thì gần như mình hiểu vấn đề ngay lập tức này. Mác chương 14 câu 32 đến câu 41. Đây là một câu chuyện diệu kỳ kể về Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane. Ngay trong đêm Chúa chuẩn bị để bước lên thập tự giá thì có một sự kiện xảy ra giữa Chúa và các môn đồ của Ngài. Và nó liên quan đến cái chữ tỉnh thức hay là thức canh ở đây. Tôi xin đọc và anh chị em mình hãy theo dõi. Kế đó, đến một nơi kia gọi là Gethsemane, Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng: các ngươi hãy ngồi dậy, đợi ta cầu nguyện. Ngài bèn đem Phi-rơ, Giăng và Gia-cơ đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu não. Ngài phán cùng ba người rằng: linh hồn ta buồn rầu lắm, cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức. Anh chị em đọc lớn lên coi nào. Và tỉnh thức. Đấy, một lần, đúng rồi nhé, một lần Chúa nói. Rồi Ngài đi một dãy xa hơn, sắp mình xuống đất mà cầu nguyện rằng: nếu có thể được, xin giờ này qua khỏi mình. Ngài rằng: A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả, xin Cha cất chén này khỏi con, nhưng không theo điều con muốn mà theo điều Cha muốn. Rồi Ngài trở lại thấy ba người ngủ, bèn phán cùng Phi-e-rơ rằng: Simon, ngủ ư? Ngươi không thức được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi sa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Anh chị em đọc lại giùm tôi: hãy tỉnh thức, và cầu nguyện. Amen. Hai lần, đúng không? Lần thứ nhất tỉnh thức, lần thứ hai sao? Tỉnh thức. Ok. Ngài lại đi lần nữa và cầu nguyện y như lần trước. Ngài trở lại thấy môn đồ còn ngủ vì con mắt đã đờ quá và không biết trả lời cùng Ngài thế nào. Ngài trở lại lần thứ ba phán cùng môn đồ rằng: bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ư? Thôi, giờ đã tới rồi này, con người hầu bị độc trong tay kẻ có tội. Đây là một câu chuyện nói về sự tỉnh thức. Chúng ta học gì ở câu chuyện này? Đây là giây phút mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng: hãy thức. Chúa không cần họ làm gì cả, Chúa chỉ cần họ ngồi đó mà thức, tức là con mắt phải mở ra. Đơn giản thế thôi. Chúa không đòi hỏi họ phải kiêng ăn, không đòi hỏi họ phải cầu nguyện la lớn, Chúa không đòi hỏi họ phải hát ngợi khen, Chúa không đòi hỏi họ phải cảm tạ Ngài, không cả. Chúa cần họ ngồi đó và con mắt mở ra thức. Nhưng các môn đồ làm gì? Ngủ. Lạ lắm. Tôi đọc chỗ này tôi chẳng hiểu tại sao mà ngủ thì nhiều lúc ngủ, tại sao cứ cái chỗ này mà ngủ say, ngủ mê, ngủ lăn, ngủ lóc. Cho nên đây là một minh họa về sự không tỉnh thức. Nghĩa là các môn đồ không có khả năng nhận biết và phản ứng phù hợp với ý muốn của Chúa. Có phán chứ? Không có nhận biết đâu. Chúa bảo thức, các môn đồ kệ, Chúa nói gì nói, cứ lần nào ngủ cái đã tỉnh đi. Nhiều khi Chúa đọc vào lòng anh chị em: con, hôm nay con phải cầu nguyện 1 tiếng đồng hồ cho công việc của con. Anh chị nghe rất rõ ràng trong tâm linh. Nhưng mà nó thôi mệt quá chưa, giờ đi uống cà phê cho nó khoái chứ còn cầu nguyện cái gì. Các bạn chị em hay bị vậy không? Rồi xong luôn, bắt đầu anh chị em uống cà phê xong trở lại công việc của mình và thấy nó nói tung lên hết. Rồi tôi không biết là sau đó có nhận được bài học mất tỉnh thức không thì tôi không biết, nhưng mà đại khái những điều đó rất thường xảy ra, rất thường xảy ra. Anh chị em ạ, sự tỉnh thức nó cần thiết để bảo vệ đời sống mình, mọi lĩnh vực trong đời sống mình đi đúng quỹ đạo và ở trong sự an ninh của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta mất đi khả năng nhận dạng và phản ứng phù hợp với ý muốn của Chúa, đời sống chúng ta rất mong manh và chúng ta sẽ sập hết cái phẩy này, đi hết cái hố này, đi hết nan đề này sang nan đề khác. Nhiều con cái Chúa ngày hôm nay không hiểu tại sao đời sống cơ đốc của mình quá nhiều rắc rối và ưu phiền, và câu trả lời cho họ là họ thiếu đi sự tỉnh thức. Anh chị em có thể nói với họ rằng những điều đó, và họ nói là tôi cầu nguyện đều, tôi cũng đọc lời Chúa, tôi cũng tĩnh nguyện, tôi cũng đi nhà thờ, nhưng mà sao đời sống tôi đầy rắc rối? Câu trả lời là thiếu thêm một điều nữa, thiếu tỉnh thức. Có nghĩa là Chúa nói điều A thì không làm điều A mà đi làm điều B. Chúa nói rằng chủ nhật phải đi thờ phượng Chúa, không đi, cứ đi kinh doanh, đi buôn bán cái đã, rồi ngày thứ hai hẳn thờ phượng Chúa. Chứ đôi khi cuộc đời mình nó ngược ngạo như thế. Mà ma quỷ thì nó thích làm ngược thôi, nó thích làm cái gì mà ngược lại với Chúa là thế này lạ gì đó. Cho nên chị em ơi, tôi khích lệ tất cả bạn chị em hãy thực sự tỉnh thức trong đời sống của mình. Điều gì đẹp lòng Chúa hãy kiên quyết thực hiện. Đôi khi trong đêm tối này, đêm ở Gethsemane, giữ cho con mắt mở ra trong trong khó không vậy? Khó chứ, ai nói dễ là tôi không đồng ý đâu ạ. Khó đấy, đúng không? Giữa cái vườn tĩnh lặng như thế, gió hiu hiu thổi, tôi nói thật sự nó buồn ngủ thôi rồi. Có những lúc anh chị em ngồi trong hội thánh, ngồi trong lớp trường kinh thánh, anh chị em thấy không? Sao ở nhà nó không ngủ mà cứ ngồi đó nó ngủ say mê? Tại sao vậy? Tại sao cứ vào lớp trường kinh thánh là nó ngủ? Tại sao cứ nghe một sư giảng là ngủ, còn ra khỏi hội thánh thì cứ tỉnh như sao? Tại sao vậy? Không giải thích được. Nhưng mà tôi nói anh chị em, trong cựu ước đó, có một linh kinh thánh gọi là linh buồn ngủ. Anh chị em tìm lại ra đây. Satan đôi khi nó gửi đến đời sống anh chị em một linh buồn ngủ. Có một lần tôi đi sang đầu bên Long An kia, Đức Hòa, tôi đi giảng lời Chúa cũng như thế này nè. Sau rồi cuối buổi tự nhiên Chúa cảm động tôi mới nói là Chúa cho tôi biết anh chị em ngồi ở dưới có một người hãy mở kinh thánh ra là con mắt nó díp lại, chuẩn bị quỳ gói cầu nguyện là nó buồn ngủ ga ngủ gật cũng không cưỡng lại đâu. Người đó là người nào bước lên? Tôi kêu là thứ nhất chẳng thấy ai bước lên. Tôi nói đừng có xấu hổ, tôi kêu là để giúp anh chị em đó chứ không phải chỉ trích, không phải làm gì đâu, hãy bước lên đây. Tôi kêu lần thứ hai thì có một cô bước lên, bà nói một sư em đó không hiểu tại sao em mở kinh thánh ra là nó ngủ say không thể tưởng tượng, mà ngủ nó khoái nữa chứ không có phải là ngủ bình thường là chứ. Mà đóng kinh thánh lại chẳng thấy ngủ gì cả, nhiều khi là phải uống thuốc ngủ, mà mở kinh thánh ra là ngủ. Đó là điều rất lạ luôn. Và anh chị em biết điều gì không? Tôi hiểu rồi, có một linh buồn ngủ trên mình. Ngay khi tôi đặt tay lên trong danh Giê-xu, ta truyền lệnh mày phải rời đi, anh chị em biết điều gì xảy ra? Cô đã lùi lại 2 mét và ngã xuống sàn và bắt đầu run. Run ý như là người bị âm 40 độ đó, đã làm cho lạnh. Mà lật đật chạy xuống bếp mở lò lên sưởi. Ui, phải mở lò bếp ga lên chứ lạnh chịu không nổi. Tôi không hiểu tại sao nó lạnh mà vấn đề nó xảy ra như thế, lạnh không thể tưởng tượng. Sau khi sửa xong rồi lên, bà không chơi, giờ em tỉnh nhưng chưa bao giờ tỉnh. Đó. Anh chị em ạ, có một linh mà đến trên đời sống chúng ta để nó khiến chúng ta làm ngược lại cái điều Đức Chúa Trời muốn. Anh chị em hãy tỉnh thức trọn vẹn cái điều đó. Anh chị em hãy kiểm tra đời sống mình xem có bóng dáng của nó. Nếu có sẽ cần giải cứu ở đây ạ. Chút nữa sẽ tống cổ nó đi hết. Amen. Phải tống cổ nó đi hết. Đừng buồn ngủ. Ok. Rồi câu chuyện thứ hai nha. Rất hấp dẫn. Anh chị em đọc câu chuyện thứ hai ở trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 16 đến câu 23. Tôi đọc điều kiện. Ma-thi-ơ chương 16 câu 16 đến câu 23. Ok. Rồi. Tôi đọc anh chị nghe. Simon Peter thưa rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: Hỡi Simon con Giona, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Peter, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì ngươi buộc dưới đất thì cũng phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Đoạn Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài là Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ. Câu 21. Từ đó Đức Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phêrô bèn đem riêng Ngài ra mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xoay mặt lại mà phán cùng Phêrô rằng: Ơ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, xong nghĩ đến việc người ta. Tôi muốn anh chị em suy nghĩ về câu chuyện này. Câu chuyện này rất hấp dẫn. Câu chuyện này nói về sự tỉnh thức tuyệt vời. Ở trong câu chuyện này, chúng ta thấy một hình ảnh Chúa Giêsu là Đấng tỉnh thức trọn vẹn. Khi Simon Peter nói: Chúa ơi, con tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa Giêsu xác nhận điều đó và khen rằng: Simon, người được phước lắm. Đây là sự bày tỏ của Cha trên trời. Vậy thì trở lại với định nghĩa, có phải Chúa Giêsu có khả năng nhận dạng được lời nói này đến từ Đức Chúa Cha không? Đúng không? Chúa Giêsu biết rất rõ. Simon được Đức Chúa Cha bày tỏ, Chúa Giêsu nhận dạng ra. Khi Simon nói một lời rất là lành, một lời rất là tôn Chúa, một lời rất là tuyệt vời: Chúa, Ngài là Đấng Christ, Đấng được sức giàu, Đấng Mê-xia, Đấng mà dân Israel và cả thế giới đang chờ đợi. Chúa nói tốt lắm, Simon tốt lắm, người có phước lắm. Đây là điều sự thật, đây là Cha tỏ cho mình. Rồi, điều đó không có gì phải nói cả. 5 phút sau cũng con người đó, nha anh em, cũng ông Simon đó, cũng Phêrô đó, chạy đến với Chúa: Ôi Chúa ơi, không như thế đâu. Chúa là con Đức Chúa Trời, mà làm gì mà chết trên thập tự giá được? Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ can thiệp. Đức Chúa Trời chắc chắn không để Chúa như thế đâu. Chúa là Đấng vĩ đại, Chúa diệu kỳ. Gặp tôi nói đúng rồi Simon. Gặp tôi sẽ nói thế: đúng rồi, mày nói đúng quá, tuyệt vời, tao làm sao chết được. Đúng không? Gặp con người là nổi lỗ mũi lên. Gặp con người là nó nói đúng thiệt chứ. Mình là con Đức Chúa Trời mà chết là chết làm sao? Nhưng mà cảm ơn Chúa Giêsu, cũng con người đó, cũng cái miệng đó, nhưng hai cái lời này nó ra từ hai nguồn khác nhau. Anh em có thấy điều không? Lời đầu tiên ra từ cha, nhưng lời thứ hai ra từ đâu? Satan. Cũng con người này. Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài lập tức radar của Ngài ra lên, đúng không? Radar của Chúa Giêsu cực kỳ nhạy. Radar này là các nước trên thế giới mua không thấy đâu. Đó, radar của Chúa cực kỳ nhạy, nhận dạng liền. Nó nói Simon, Satan lui ra, mày vừa nói bậy. Đó, nhận dạng lên. Đây là minh họa cực kỳ dễ hiểu cho hai từ tỉnh thức. Anh chị em ạ, hàng ngày anh chị em tiếp xúc rất nhiều mồm, người khen có, người chê có. Chắc gì người chê đến từ quỷ mà người khen đến từ Chúa? Tôi nói thiệt anh em đó. Chắc gì? Đôi khi người chê anh em là đến từ Chúa đấy, còn người khen anh em là từ địa ngục nó nổi lên đó. Cho nên vấn đề là chúng ta phải có cái khả năng nhận dạng bên trong như Chúa Giêsu để biết phân biệt lành dữ, để có những phản ứng phù hợp, để có những lời cầu nguyện phù hợp, để có những lời kêu gào với Chúa phù hợp. Cho nên điều thứ hai chị em thấy tôi viết trên bảng, sự cầu nguyện hiệu quả là sự cầu nguyện đi kèm với sự tỉnh thức. Đôi khi chúng ta cầu nguyện mà không biết rằng mình đang xin cái điều của Satan. Thế mình xin cha mình cái điều của con người, của xác thịt, của Satan, không phải xin từ Chúa. Cho nên đừng ngạc nhiên sao tôi xin mãi 10 năm không thấy trả lời gì cả. Chúa đâu trả lời. Mình cứ tưởng nó là tốt, mình tưởng những điều mình xin là đúng, nhưng phải không chứ? Đôi khi nó trớt quá, không có đúng. Cho nên sự tỉnh thức giúp cho chúng ta nhận dạng và xác định đâu là từ Chúa, đâu là từ Chúa, dù trông có vẻ rất là không phù hợp với logic của con người. Đôi khi không hiểu được nó, nhưng chúng ta có Thánh Linh mà, chúng ta có sự ấn chứng bên trong, chúng ta có sự bình an, có sự vui mừng, có một cái sự lạ lùng bên trong. Và giọng nói bên trong nói với chúng ta rằng con, điều đó đến từ ta, hãy nhận lấy, hãy cầu nguyện, hãy vươn lên. Anh chị em có kinh nghiệm điều đó không? Nếu anh chị em đã từng kinh nghiệm điều đó, chúc mừng anh chị em, radar anh chị em đang hoạt động. Còn nếu anh chị em không kinh nghiệm được điều đó thì coi chừng hãy tu sửa lại radar của mình. Anh chị em đang ở trong thế nguy hiểm. Tại sao nguy hiểm? Bởi vì thế giới này đầy cạm bẫy. Chúng ta sẽ không biết được điều gì là đúng, điều gì là sai. Điều có vẻ là lành nhưng bên trong chứa độc độc. Nó như một viên đạn bọc đường, nó có thể giết chết chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên chị em, chúng ta cần phải có khả năng đó. Làm sao đây? Làm sao để cho chúng ta có khả năng phân biệt được ý Chúa, ý ma quỷ, ý con người? Trong Hebrew chương 5 câu 12 đến câu 14 bày tỏ cho chúng ta một lẽ thật cực kỳ quan trọng. Kinh Thánh chép như sau: đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy cho anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, vả kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để dành cho kẻ thành nhân, là kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành, điều dữ. Amen chị. Nếu trong cái phòng này có đứa trẻ con 2 tuổi, nó bò, tôi thả vài viên bi bằng thủy tinh xuống, bóc bỏ mồm luôn, đúng không? Đúng hả? Tôi nhớ ngày xưa những đứa nhỏ ở ngoài quê bò đầy sân cứt gà rồi gì bóc ăn hết. Cái bình thường mà ở quê là thế thôi, cứ thả cái sân chơi, nó tưởng kẹo ăn thôi. Cho nên anh chị em, những đứa nhỏ không có khả năng phân biệt, cái gì cũng tưởng kẹo hết. Cho nên những người con đỏ trong Chúa Giêsu cái gì cũng tưởng ý Chúa hết. Xong luôn, ăn tuốt lút hết. Và cuối cùng là sao? Phải đi xúc ruột, phải đi đến hội thánh. Mục sư ơi, mục sư hỏi tôi vừa ăn cái này ăn cái kia, tôi giúp đỡ giùm, vân vân và vân vân. Không ạ, chắc chắn rồi, tôi cũng trải qua giai đoạn đó. Không có ai lớn lên thành người mà không qua thời trẻ con niềm tin. Tôi cũng đã từng phải ăn bậy ăn bạ đủ thứ đối với mặt tâm linh đó. Đó mà lăn lộn ngã nghiêng các kiểu, rồi mình mới học được bài học của cuộc sống. Bài học cuộc sống. Nhưng có một bí quyết ở đây. Lời Chúa nói một bí quyết ở đây. Đó là chúng ta cần đồ ăn đặc. Đồ ăn đặc là gì đấy chứ? Đồ ăn đặc có nghĩa là chúng ta phải nghiền ngẫm và hiểu cho thật rõ lời của Đức Chúa Trời nói cái gì. Hiểu những cái điều gốc rễ của nó, hiểu cái điều đó thật sự sâu bên trong lòng, để cho trong linh anh em xuất hiện một khả năng nhận dạng nguồn gốc của mọi sự việc. Anh em muốn có ân tứ đúng không? Nhưng ân tứ không từ trên trời rơi xuống. Anh em muốn có cái khả năng nhận dạng đúng không? Nó không ở đâu xuất hiện. Kinh Thánh chép rằng những kẻ hay dùng tâm tư luyện tập thì có khả năng phân biệt điều lành điều dở. Thế nào là dùng tâm tư luyện tập? Nghĩa là cái con người bên trong mình nó phải chịu khó suy ngẫm trên lời Chúa. Một câu Chúa nói đừng đọc phớt qua anh chị em. Tôi thấy nhiều anh chị em đọc Kinh Thánh y như là đọc báo vậy. Hôm nay thôi thì coi chừng cho mình đọc mấy trang này, thôi lặp lại đọc cái cho vui, đọc đúng xong biết mình đọc gì. Chúng ta không thể nào đọc lời Chúa kiểu đó mà chúng ta có thể phát triển con người bên trong. Nói như tiên tri TB Joshua nói, để anh chị em có thể ăn nuốt được lời Chúa, chúng ta phải đọc lời Chúa một cách chú ý, chậm rãi, đọc đi đọc lại nhiều lần. Cho nên anh chị em, Hội Thánh Nhà Muôn Dân mỗi buổi sáng đều đăng cho 3 đoạn Kinh Thánh Cựu Ước có, Tân Ước có, để cho tất cả chúng ta có thể nghe nó. Anh chị em có thể tải nó về điện thoại của mình và nghe đi nghe lại, nghe tới nghe luôn, nghe từ sáng đến chiều và chịu khó suy ngẫm những lời này người ta đọc lại. Ô, đó nói điều gì Chúa? Điều này nói con ứng dụng như thế nào Chúa? Chúa Thánh Linh ơi, tỏ cho con biết nó như thế nào Chúa? Anh chị em suy nghĩ như vậy, trong linh anh chị em bắt đầu hoạt động, con người về trong anh chị em bắt đầu hoạt động. Chưa hết đâu, Hội Thánh Nhà Muôn Dân cũng cung cấp cho anh chị em sách nói.asean, một cái trang web trên đó có rất nhiều sách bôi lít đủ loại lĩnh vực hết. Đức tin có, Đức Thánh Linh có, ân tứ Thánh Linh có, kinh doanh có, gia đình có, hôn nhân có, ôi cầu nguyện có. Anh chị em ơi, chỉ cần mở điện thoại mình ra, bấm vô mà nghe. Bớt cái lướt gạt đi. Hãy nghe lời Chúa, hãy nghe sách của Chúa. Tâm tư anh chị em bắt đầu xuất hiện những khả năng diệu kỳ. Radar của anh chị em bắt đầu hoạt động một cách rất là nhạy bén. Cho nên anh chị em hôm nay có chịu đầu tư cho đời sống tâm linh của mình không? Anh em hãy nói và làm nhé. Còn rất khích là Hội Thánh chúng ta hãy đầu tư cho đời sống tâm linh của mình. Hãy nghe và hãy đọc, hãy làm những điều đó để cho anh em trở nên những con người có khả năng phân biệt điều lành điều dữ. Đó, điều lành điều dữ. Một điều nữa, đó là chúng ta cần phải nhìn chăm Chúa. Trong Hebrew chương 12 câu 1 đến câu 3 chép lại, anh chị em phải bỏ đi những tội lỗi dễ vấn vương, nhìn chăm Chúa Giêsu như là cuối cùng và cội rễ của đức tin. Nhìn chăm để làm gì vậy? Và nhìn chăm này có nghĩa là gì? Nhìn chăm Chúa có nghĩa là ngưỡng mộ Chúa, yêu thích Ngài, quý mến Ngài, và hết cả linh hồn, trí khôn, sức lực và ý chí của mình yêu Ngài. Khi anh chị em yêu Chúa bằng một cái tình yêu đó thì không có cái gì có thể xen vào tấm lòng của chúng ta được. Tấm lòng chúng ta bị đóng kín và mọi sự khác không thể xen vào. Hebrew chương 12 nói rất rõ, tội lỗi thì vướng bằng chân của chúng ta, tội lỗi thì giăng lưới để khiến chúng ta sập ngã. Nhưng thánh đồ và sứ đồ khuyên chúng ta hãy nhìn chăm Chúa. Nhìn chăm Chúa có nghĩa là chúng ta tập trung cuộc đời mình vào Chúa. Mọi ước mơ, mọi cái điều mình khao khát vào Chúa, mọi những sự quan tâm của cuộc đời mình vào Chúa. Tất cả việc gì cũng Chúa hết. Người thế gian nói anh chị em là gì? Anh chị em sống làm sao mà người hàng xóm nói anh chị em là cái thằng này nó cuồng lắm, là tôi chúc mừng anh chị em ạ. Phải vậy đó. Chứ mình sống với người thế gian cũng cái thằng đấy, nó đi đạo nhưng mà nó cũng rất là bình thường. Ôi nó cũng vừa đời vừa đạo, nó cân bằng lắm. Cái đạo nguy hiểm lắm. Sống làm sao mà người đời nói là thằng này nó cuồng ghê. Một tiếng nó cũng Chúa, hai tiếng nó cũng Chúa, ăn cơm nó cũng Chúa, đi ngủ nó cũng Chúa, thức dậy nó cũng Chúa. Cái đó hay. Cái đó mới khiến cho đời sống chúng ta trở nên nhạy bén với những điều trong thế giới này. Gần mực thì đen mà gần đèn thì rạng thôi. Anh chị em cứ gần Chúa đi thì những cái gì không phải Chúa phát hiện liền. Anh em amen điều đó không? Amen. Anh em cứ gần Chúa đi. Chúa là đấng rất thánh, Chúa là đấng rất yêu thương, Chúa là đấng rất nhân từ, Chúa là đấng rất tuyệt vời trong mọi mặt. Anh chị em gần Ngài, những sự ảnh hưởng của Ngài lan truyền sang đời sống anh chị em. Rồi sau khi anh chị em bước ra thế giới này, những cái gì mà nó không phải từ Chúa dù một chút thôi, anh chị em nói cái này là các bạn là biết gì nhạy lắm. Đấy người ta gọi là sự nhạy bén với Đức Thánh Linh. Cái con người nhạy bén với Đức Thánh Linh là con người luôn luôn nhận được những thông tin từ thế giới vô hình. Chúa Giêsu là đấng đó. Anh em nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu, anh em sẽ thấy Chúa luôn luôn nói rằng ta không làm bất cứ điều gì ngoại trừ điều ta nghe từ nói. Đấy là radar của Chúa Giêsu. Tôi ước ao tất cả anh em mình sẽ có radar của Đức Thánh Linh. Sự nhạy bén với Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta được an ninh. Tiếp theo, tôi sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta ngày hôm nay cần phải tỉnh thức ở ba khía cạnh của cuộc sống này. Khía cạnh thứ nhất, chúng ta phải tỉnh thức cho bản thân mình. Roma chương 14 câu 12 chép: như vậy mọi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Anh chị em sống như thế nào? Anh chị em phải khai trình Đức Chúa. Cho nên anh chị em phải cẩn thận lối sống của mình. Nếu anh chị em nói rằng Chúa Giêsu là Chúa của tôi, Đức Chúa Trời là đấng tôi thờ phượng, Kinh Thánh là kiếm chỉ nam trên đời sống tôi, thì chúng ta cần tra xét cuộc đời mình, lời nói, hành vi, động cơ, tấm lòng có phù hợp không? Nếu không phù hợp thì những điều đó chúng ta phải khai trình Đức Chúa. Tại sao con nói vậy mà con không sống vậy? Chúa sẽ hỏi đấy. Mai mốt lên Chúa sẽ hỏi. Chúa sẽ hỏi con muốn xem lại cuốn phim cuộc đời con không? Không có, Chúa sẽ chiếu lại cho con. Ngày tháng năm này, thời giờ năm này, đúng giây này ở trong phòng kín kia con làm điều này điều kia. Chiếu hết. Chúng ta đâu có giấu được. Cho nên Kinh Thánh chép rằng như vậy mọi người trong chúng ta phải khai trình việc của mình với Đức Chúa Trời. Anh chị em à, tôi với anh chị em phải tỉnh thức trọn vẹn về đời sống cá nhân của mình với Chúa. Cực kỳ quan trọng. Thứ hai, sau khi mình đã tỉnh thức đủ rồi thì Chúa còn giao cho mình một bổn phận nữa, đó là phải tỉnh thức giùm cho người bên cạnh. Vợ phải tỉnh thức cho chồng, chồng phải tỉnh thức cho vợ. Hãy xem thử hôm nay, sao nét mặt của vợ mình buồn thế? Sao vợ mình ít cầu nguyện thế? Sao vợ mình không chịu đọc kinh thánh? Sao vợ mình không chịu đi nhóm? Đó, mình phải nhận dạng. Mình phải canh phòng đời sống của người thân mình. Mình phải biết, ô, sao con trai tôi, con gái tôi hôm nay thấy nó cứ ngồi lì một chỗ thế? Sao nó không chịu thờ phượng Chúa như mọi khi? Anh chị em phải nhận dạng điều đó. Càng nhận dạng sớm thì nan đề càng dễ giải quyết. Đây người ta gọi là sự tỉnh thức cho người bên cạnh. Mục sư trong hội thánh tỉnh thức cho tín đồ, những trưởng ban ngành tỉnh thức cho người trong nhóm của mình, những người làm những công việc ở trong công ty của mình phải tỉnh thức cho nhân viên của mình. Xem thử nhân viên mình làm có đúng không. Tất cả những sự đó phải tỉnh thức. Cho nên ở trong Ê-phê-sô chương 5 câu 33 đã chép rất rõ. Vậy thì chồng phải yêu vợ và vợ phải kính trọng chồng. Đó là sự tỉnh thức trọn vẹn trong mọi gia đình. Khi chúng ta mất sự tỉnh thức này, lập tức gia đình có nạn này. Có phải không anh chị? Lập tức liền. Con cái nữa. Ngày hôm nay, khi con cái còn nhỏ như thế này, chúng ta không tỉnh thức đời sống của nó, để rồi mai mốt khi chúng nó lớn lên 15, 16 tuổi, chúng ta kêu trời kêu đất. Chúng ta nói, ôi sao con tôi nó hư thế, sao con tôi nó thế này thế nọ. Không, trong ngôn đã nói rồi, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, để khi về già nó không bỏ con đường đó. Cho nên nếu lúc nhỏ mà chúng ta không tỉnh thức nó, thì lớn làm sao mà kịp được. Và cuối cùng có thể chúng ta sẽ sống những ngày rất là ân hận. Nhưng muộn hết rồi. Anh chị em, tôi kêu gọi tất cả anh chị em có gia đình, có người thân, có con cái, hãy tỉnh thức cho người thân của mình. Hãy kịp thời nhắc nhở, hãy kịp thời cầu thay, hãy kịp thời làm những điều để đưa con người đó trở lại con đường ánh sáng của Chúa. Amen chị em. Nếu chúng ta làm như vậy thì cuộc sống chúng ta sẽ gỡ ra rất nhiều những cái rắc rối không còn. Chúng ta sẽ không mất thời gian cho những cái rắc rối không cần thiết. Rồi. Tiếp theo C, đó là bổn phận chúng ta là những công dân của một đất nước. Chúng ta cũng phải tỉnh thức cho quốc gia của mình. Phải tỉnh thức cho quốc gia của mình. Bởi vì trong Ti-mô-thê nhất chương 2 câu 1 đến câu 4 nói rất rõ. Anh em hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền chắc chắn, hãy chúc phước bình an cho họ, để cho chúng ta lấy đời bình tĩnh mà ăn ở yên ổn. Hãy cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho các vua, cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Đó là hình thức của sự tỉnh thức. Chúng ta hãy nhìn xem tình hình của đất nước. Nếu nó có tham nhũng, đừng chỉ trích anh chị. Đừng lên mạng nói rằng ô ông này tham ông kia tham. Không, hãy quỳ gối xuống và nói lại Chúa, con chúc phước cho đất nước con, và nhân danh Chúa Giêsu ta trói buộc linh của sự tham nhũng phải rời khỏi nước Việt Nam. Mình cầu nguyện như vậy, đất nước mình được tẩy sạch. Chứ còn chỉ trích nó không sạch đâu chị. Không những không sạch mà nó còn dơ thêm. Chúa đâu có muốn mình chỉ trích, phải không? Nếu đất nước mình các bậc lãnh đạo có làm điều gì đó không phải, không hợp lòng dân, ví dụ như giá điện tăng, giá xăng tăng, đừng chửi rủa họ. Nói lại Chúa, hãy nâng đời sống kinh tế đất nước con lên. Chúa ơi, để cho làm ăn nó được thì nó không tăng xăng, tăng giá, tăng điện. Hãy chúc phước, hãy làm những điều đó để cho chúng ta được lợi. Chứ còn bây giờ mình chỉ trách được cái gì nữa. Chỉ trách mai món nó không tăng 50%, tăng 70% chết được. Có không? Chẳng giải quyết được gì cả. Cầm cái hóa đơn thì tá quả tâm tin luôn. Không gì. Ngày xưa có 1 triệu, giờ 4 triệu, khỏi sao rồi. Đó là vấn đề. Vấn đề của một quốc gia nó phụ thuộc vào hội thánh ở trong quốc gia đó. Nó phụ thuộc vào cái trình độ radar của hội thánh trong quốc gia đó. Quốc gia đó xấu lo cho mình hay là còn tỉnh thức cho quốc gia? Có cầu nguyện cho các bậc lãnh đạo đó, có cầu nguyện cho thành phố không? Có cầu nguyện cho quận, huyện, xã, phường mình sống không? Hay là chúng ta chỉ lo cho bản thân? Rồi chúng ta lại nói rằng tại sao nhà tôi nó dọn? Anh chị em ơi, ở trong cái vùng này muốn bình an thì cả vùng này phải bình an. thành phố này muốn bình an thì đất nước này phải sao? Làm sao cái nhà này bình an mà cả xóm làng này không bình an được? Không có chuyện đó, quên đi. Cho nên nó ảnh hưởng hết với nhau. Tóm lại, bài chia sẻ buổi sáng hôm nay tôi muốn nói điều gì? Anh chị em hãy tỉnh thức. Anh chị em hãy nhờ lời của Chúa xây dựng cho mình khả năng nhận dạng và có phản ứng phù hợp với nguồn gốc của mọi sự việc xảy ra trên đời sống. Xác định xem nó từ Chúa, từ quỷ hay từ con người. Nếu nó từ Chúa, thầy hãy thuận phục vô điều kiện. Nếu nó từ quỷ thì hãy chống trả hết sức lực. Nếu nó từ con người, hãy xem xét có thể giúp có thể không. Đó là việc của mình. Amen nhé. Chúng ta phải học thêm một lẽ thật, đó là sự cầu nguyện chỉ hiệu quả khi sự cầu nguyện đó kèm theo một tâm thần tỉnh thức. Chúng ta biết phải cầu nguyện điều gì, chúng ta nói ra điều gì, xin điều gì phải đúng theo ý muốn của Chúa, để chúng ta không mất thời giờ, để chúng ta không vô ích. Amen chị. Giờ này tôi muốn cả hội thánh hãy đứng dậy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện. Anh chị em hãy lặng mình trước mặt Chúa một chút, 1-2 phút. Và anh chị em bắt đầu kiểm tra có lĩnh vực nào trong đời sống mình đang rất lơ là không? Hôn nhân, con cái, công việc, sức khỏe, tài chính, tương lai, gia đình. Anh chị em hãy suy nghĩ đi 1-2 phút nha. Hãy suy nghĩ về điều đó. Lĩnh vực nào? Câu hỏi thứ hai, anh chị em có đang bị một điều gì đó cám dỗ trong đời sống của mình không? Có thể tiền bạc nó cám dỗ mình, có thể tình dục nó cám dỗ mình, có thể những mối quan hệ ngoài luồng nó đang cám dỗ mình, cũng có thể những tội lỗi kín dấu nào đó như ghen internet, coi phim bậy bạ trên mạng, nó cám dỗ mình. Anh chị em hãy gạch đầu dòng nó trong tâm trí của mình. Điều này rất quan trọng, bởi vì sự cầu nguyện này sẽ giúp anh chị em được tự do. Satan dăng những cái bẫy của nó qua những cái điều mà anh chị em vừa nghĩ ra đó. Những cái gì anh chị em lơ là, những cái gì anh chị em bị cám dỗ thì đó là bẫy của Satan. Câu hỏi thứ ba, anh chị em hãy xem có con cáo nào đang ở trong vườn nho của anh chị em không. Ý tôi muốn nói rằng hôn nhân anh chị em có đang ổn không, có trục trặc gì không, sức khỏe anh chị em có đang khỏe mạnh không, có bệnh tật nào không, tài chính anh chị em có đang đi lên không hay là đang khủng hoảng. Ý tôi muốn nói rằng mọi lĩnh vực có con cáo nào đang bước vào vườn nho của anh chị em không. Hãy nhận dạng đó hôm nay, hãy nhận dạng đó. Anh chị em hãy cầu nguyện xin Đức Thánh Linh nhắc cho anh chị em biết những điều này. Rồi, tôi nghĩ là anh chị em bây giờ đã biết rồi đó. Biết rồi. Chúa Giêsu nói như sau: này ta ban cho các con quyền để dày đạp rắn rết bọ cạp và mọi quyền kẻ nghịch dưới trời. Không điều gì làm hại các con được. Chúa Giêsu cũng nói rất rõ rằng bất cứ điều gì các con thuận ý nhau buộc dưới đất thì trên trời cũng buộc. Chúa Giêsu cũng nói rằng ai tin ta sẽ nhân danh ta mà trừ. Chúa Giêsu cũng nói rằng bởi ân điển của Ngài mà Ngài làm cho chúng ta được thắng hơn trong mọi sự, trong câu Kinh Thánh chúng ta vừa đọc buổi sáng. Dựa vào những điều này, tôi muốn anh chị em giờ này hãy mở miệng mình ra. Trong danh của Chúa Giêsu, anh chị em phải trục xuất tất cả những con cáo, những cây gậy, những bẫy ra khỏi đời sống anh chị em. dù đó là bệnh tật, đau yếu, tài chánh, tất cả mọi thứ hãy cầu xin đi. Anh em hãy cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu bạn đi. Đi trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu hãy bạn nó rời khỏi em, dù đó là bệnh tật, dù đó là hôn nhân, dù đó là tài chánh, dù đó là bất cứ thứ gì, hãy trói buộc rời nó đi. Rời đi. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng nghe lời đặt quyết định cho mày sao tất cả những ngày của mày ở trong đời sống anh em ta phải ra đi ngay giờ này. Cái ngày đó nó phải là bệnh tật, hãy rời đi. Linh của bệnh tật hãy đi, linh của bệnh tật hãy rời đi, linh của bệnh tật hãy rời khỏi mọi thân thể này, anh nói rằng tà linh áp lực trên đời sống, trên công việc, trên tài chính, trên hôn nhân, trong danh của Giêsu cảnh rối của mình, trong danh của Giêsu cảnh rối của mình, hãy rời khỏi hội thánh Chúa, rời khỏi người của ta, rời. Trong danh của Giêsu kinh quyền đi ra, đi ra. Mọi linh của ung thư, mọi linh của bệnh tật, mọi linh của sự cãi vã không tha thứ, hãy đi ra, rời đi trong danh của Giêsu quyền năng, trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, ta lấy y quyền trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đây là dân sự của Đức Chúa Trời, đây là những người mà Chúa chuộc bằng huyết của Ngài, mày Satan không có quyền trên họ. Trong danh của Chúa Giêsu, mọi tà linh, mọi áp lực hãy rơi khỏi người của ta, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi linh bùa chú, áp lực, ma thuật, bói toán, bói khoa, rủa xả từ gia đình, từ dòng họ, từ cha mẹ, đói khổ, giới hạn, nghèo nàn, hãy rơi khỏi người của ta, rơi trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, Cha ơi, sự thân của Ngài đã cho nên em con. Em hãy cầu nguyện một cách mạnh mẽ. Tôi nói này, em phải cầu nguyện một cách mạnh mẽ. Ma quỷ phải cột trói nó ra khỏi đời sống em. Bất cứ một giới hạn nào trong đời sống em phải cột trói nó ngay vậy. Hãy cầu nguyện nhưng chưa bao giờ từng cầu nguyện. Ma quỷ phải cầu trói bởi quyền năng của sự cầu nguyện, bởi đức tin. Anh em hãy tỉnh thật mà làm điều đó rồi. Hãy cầu nguyện. Thánh Linh ơi, hãy đến trên anh em con, hãy đến trên anh em con. Oh hallelujah, oh cảm ơn Ngài. Mọi xiềng phải bị tháo ra, mọi ngông cuồng phải bị tháo ra, mọi xiềng phải bị tháo ra, mọi xiềng trong những lĩnh vực của Satan phải bị tháo ra. Rơi khỏi hội thánh của Chúa. Oh, con cảm ơn Ngài, mọi xiềng phải tháo ra, con cảm ơn Ngài. Mọi linh của bệnh tật phải bỏ đi, con cảm ơn Ngài. Trong danh của Chúa Giêsu, anh chị em đã được tự do, anh chị em đang có sự tự do, anh chị em đã có sự tỉnh thức, anh chị em đã có sự nhận dạng, anh chị em đã có sự chúc phúc của Chúa, anh chị em sẽ đứng lên và chiến thắng nó. Cảm ơn Ngài. Bây giờ tôi muốn anh chị em hãy cảm ơn Chúa và nhận lấy sự chúc phúc cho mình. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa. Chúa ơi, hãy dạy chúng con nhìn chăm Ngài giờ để chúng con có thể yêu Ngài hơn tất cả mọi điều. Đó là con đường để linh chúng con đi đến sự tỉnh thức trọn vẹn. Cha yêu dấu, hãy đến với anh em con. Tôi muốn tất cả anh em mình giờ này hãy hướng tấm lòng của mình và nói với Chúa rằng là Chúa, con yêu Ngài, con yêu Ngài hơn tất cả mọi điều. Hãy nhắm mắt mình lại, nhắm mắt mình lại. Tôi sẽ không quên để Chúa thăm viếng anh chị em. Anh chị em hãy nhắm mắt mình lại. Cha ơi, tất cả anh em con đang đứng trước mặt Ngài. Con muốn Thánh Linh của Ngài đến với từng người và Ngài rải tình yêu đó vào lòng anh chị em con. Cha ơi, hãy chăm họ giờ này bởi một tình yêu diệu kỳ từ nơi thiên đàng. Đụng vào tâm lòng anh chị em con, đụng vào, chạm vào nữa Chúa, nữa để tình yêu này luôn lan tỏa nữa. Cùng cầu nguyện Đức Thánh Linh hãy vận hành. Chúa Thánh Linh hãy thông biết, hãy vận hành từng người, vì tất cả chúng con cần tình yêu của Ngài để chúng con có thể chăm xem Ngài. Lạy Chúa hãy chạm vào tấm lòng. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.